Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật quan trọng, dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới. Sản xuất nông nghiệp. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã tiếp thu các ý kiến để sửa đổi nhằm quy định cụ thể, rõ ràng hơn chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, quy định rõ về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa, quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đất, thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, về tổng thể chung, dự án luật sửa đổi đã có bước tiến rất dài. Chúng ta nên lạc quan, nhưng lạc quan thận trọng. Các cơ quan chính phủ cần tập trung hơn để bảo đảm chất lượng dự án trình ra Quốc hội. Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ cần sớm giải trình làm rõ thêm nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm, bên cạnh đó bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là các luật đang sửa đổi, gồm luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản. Cho ý kiến vào cơ chế xử lý các trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không đạt 100%. Hiện chính phủ đưa ra hai phương án, song vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Trong trường hợp này, nếu như chúng ta vẫn áp dụng nguyên tắc thỏa thuận, vẫn để nhà đầu tư phải đáp ứng được các cái yêu sách của những người còn lại đó, thì sẽ không thực hiện được các cái dự án mà ảnh hưởng đến tiến độ chung của. Nhưng mà tôi chỉ đề nghị là bổ sung thêm một cái nguyên tắc ở đây luôn về cái mức đền bù thì chúng ta trong dự thảo thì không có. Nhưng mà tôi thì đề nghị là nên bổ sung luôn cả cái nguyên tắc là cái mức đền bù đối với những hộ còn lại đó thì sẽ tương đương với mức trung bình chung của các cái hộ người ta đã chấp nhận hay các cái mức mà đã được đa số người dân xung quanh chấp nhận để sau này có cái căn cứ cho thực hiện cái việc xử lý giữa cái việc nhà nước thu hồi và cái những cái hộ còn lại đó. Chúng tôi đề nghị là không đưa lên cái cơ chế là đã thu hồi được 80% thì phần còn lại 20% thì nhà nước đứng ra thu hồi. Thì chúng tôi đề nghị thỏa thuận thì theo cơ chế thỏa thuận hoàn toàn, mà hành chính thì theo cơ chế hành chính hoàn toàn. Còn nếu chúng ta đầu mà dân sự đuôi hành chính thì sẽ xảy ra cái không đảm bảo quyền và sẽ xảy ra là khiếu kiện. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đảng đoàn Quốc hội, Bộ Chính trị đã không đồng tình vấn đề can thiệp của nhà nước vào vấn đề này. Thỏa thuận đạt 80%, song nhà nước lại áp đặt hành chính là không được. Liệu chính phủ đã đánh giá hết tác động hay chưa? Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên thực hiện hỗ trợ theo luật dân chủ ở cơ sở, thông qua giáo dục, thuyết phục, hỗ trợ việc làm, tức là chọn các giải pháp khác, không phải giải pháp hành chính. Thời gian gần đây đã xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp, thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 766 nhằm tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen. Công điện số 766 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa dạng các loại hình cho vay, sản phẩm dịch vụ với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp của người dân. Tăng cường thanh kiểm tra, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, tập trung thanh toán các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động tín dụng đen, kịp thời xử lý các vi phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh rà soát, xác thực tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản ảo để hoạt động tín dụng đen, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để thanh tra kiểm tra các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh, quảng cáo trái phép trên các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến các hoạt động tín dụng đen, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các sim giác, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín dụng đen. Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí
tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của tín dụng đen và kết quả đấu tranh xử lý của các cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân, kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan. Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo công an các cấp áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi liên quan đến tín dụng đen, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, báo cáo Thủ tướng kết quả và các vấn đề phát sinh. Tối qua 24 tháng 8, Đại sứ quán Canada đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada trên nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Canada Saul Steele khẳng định hơn nửa thế kỷ trước, Việt Nam và Canada đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, quan hệ đối tác của hai quốc gia đã không ngừng phát triển. Hiện tại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN, với số vốn đầu tư từ Canada ngày càng tăng. Mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ sẽ sớm trở thành hiện thực trong thời gian tới. Cùng với các hoạt động kinh tế, thương mại, an ninh, khoa học công nghệ, sáng tạo là trao đổi sôi động về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Rất nhiều điều đã thay đổi trong hơn 50 năm qua, nhưng điều không bao giờ thay đổi và luôn đúng là chúng tôi rất tự hào được hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành một quốc gia phát triển bao trùm, hòa bình và thịnh vượng hơn. Canada cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững. Hợp tác trên các cái diễn đàn quốc tế và khu vực cũng ngày càng được tăng cường, và Canada hiện nay đang rất quan tâm đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà họ triển khai cái chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên. Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và hiệu quả. Với tình cảm nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, chắc chắn quan hệ hai nước sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị, tối 24 tháng 8, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ACV đã công bố liên danh nhà thầu Việt Air đã trúng gói thầu 5.10 thuộc dự án sân bay Long Thành. Đây là gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Theo ACV công bố, liên danh nhà thầu Việt Air trúng gói thầu 5.10 với giá trúng thầu gần 28.000 tỷ đồng và gần 340 triệu đô la Mỹ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 39 tháng, đã bao gồm cả các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày ký hợp đồng. Thời gian diễn ra lễ ký kết hợp đồng dự kiến là từ ngày 25 tháng 8 đến 30 tháng 8. Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Thương mại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh UKVFTA do Việt Nam và Vương quốc Anh vừa tổ chức tại Hà Nội. Hai bên đã báo cáo kết quả cuộc họp của các ủy ban chuyên môn thảo luận về một số vấn đề quan tâm như cải thiện cơ hội tiếp cận thị trường Anh cho gạo xuất khẩu của Việt Nam, phương pháp tính tỷ lệ tận dụng FTA. Theo thống nhất, phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA sẽ được tổ chức tại London vào năm 2024. Trong bối cảnh thị trường lương thực trên thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương lưu ý trong mọi tình huống cần đảm bảo chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm để giữ vững an ninh lương thực, đơn hàng và thị trường xuất khẩu. Đối với đơn vị chức năng trực thuộc, Bộ Công Thương yêu cầu giám sát việc duy trì mức dự trữ và thu mua lương thực để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Với các doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến cáo tôn trọng những hợp đồng đã ký để giữ uy tín với các đối tác, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, đồng thời tập trung khai thác nguồn hàng, xây dựng, quảng bá thương hiệu. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến cảng sẽ đón khoảng 410.000 lượt khách và gần 2.500 lượt chuyến bay trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày và ngay trước thêm khai giảng của năm học mới. Do vậy, nhiều gia đình coi đây là dịp để cho con em đi du lịch trước khi vào năm học. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng 5% so với ngày thường. Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng ngày hôm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm ban hành quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố và quán triệt triển khai quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí. Đánh giá về công tác phối hợp, chỉ đạo quản lý báo chí giai đoạn 2018-2023, 8 nhiệm vụ trong quy định do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong bối cảnh Đà Nẵng là tâm dịch, các cơ quan báo chí đã có hơn 15.000 tin bài về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Qua đó, kịp thời thông tin, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19. Dịp này, cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Đà Nẵng cùng 4 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện quy định về phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn. Hiện, tại thành phố Đà Nẵng có 4 cơ quan báo chí địa phương và 108 cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác đang hoạt động với tổng nhân sự khoảng trên 800 người. Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023, trao học bổng cho 4 thí sinh đạt điểm cao, trúng tuyển đại học bằng kết quả thi đánh giá năng lực và thông báo kế hoạch triển khai kỳ thi này năm học tới. Năm 2023, kỳ thi đánh giá năng lực đã tổ chức 8 đợt thi tại 7 tỉnh thành, 67 điểm thi với sự tham gia của hơn 87.000 thí sinh, đạt tỷ lệ 96,7% số đăng ký dự thi. 64 thí sinh bị đình chỉ hủy kết quả thi ở tất cả các đợt thi của HSA do vi phạm quy chế thi. Kết quả kỳ thi được 69 trường đại học đăng ký sử dụng làm căn cứ tuyển sinh. Năm 2023, Trung tâm Khảo thí đã triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để nhận diện thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Dự kiến trong năm tới, mô hình này sẽ được áp dụng rộng rãi tại các điểm thi trong toàn quốc. Để tạo điều kiện cho thí sinh năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ mở rộng thêm 3 địa điểm thi mới tại Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều thí sinh được tiếp cận với bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội hơn, giảm chi phí đi lại, đồng thời tăng thêm nguồn tuyển cho các trường đại học bằng kết quả bài thi HSA. Cũng trong dịp này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng học bổng cho 4 thí sinh đạt điểm cao, trúng tuyển đại học bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức lễ tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự, cá nhân tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt và giúp đỡ quần chúng tiến bộ. Từ ngày 21 tháng 3 đến 31 tháng 7 năm 2023, hơn 4 tháng tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự, lực lượng quân đội đã trực tiếp tham gia hỗ trợ kiểm định được hơn 269.000 lượt xe, góp phần khắc phục giảm tải trong quá trình kiểm định xe cơ giới dân sự. Với ý chí quyết tâm cao, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không quản ngại khó khăn, gian khổ, điều kiện khắc nghiệt của thời tiết khí hậu, chạy đua với thời gian để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 116 đồng chí kiểm định viên quân đội đã phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh, phẩm chất của người lính kỹ thuật, thực sự là bộ đội công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, được dư luận xã hội ghi nhận, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội. Điều đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc kiểm định xe cơ giới dân sự, ổn định tình hình an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thưa quý vị, hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Đây là vụ án thứ tư ông Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa. Ông Nguyễn Đức Chung bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 14 người khác bị xét xử về 4 tội: buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, in, phát hành, mua bán trái phiếu.
mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng nêu rõ việc trồng mới thay thế bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019. Mặc dù đã có một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách lĩnh vực này, tuy nhiên ông Trung vẫn trực tiếp can thiệp chỉ đạo. Tháng 2 năm 2016, ông Trung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện. Từ chỉ đạo đó, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội và Công ty Sinh Thái Xanh. Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập từ tháng 6 năm 2016 và bị cho là không đủ năng lực để đấu thầu hoặc được đặt hàng. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã đặt hàng Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng, Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng trị giá 43 tỷ đồng. Việc nâng khống giá cây xanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Thưa quý vị, hệ thống giám sát và cảnh báo mã độc của BKAV ghi nhận số lượng máy tính nhiễm mã độc Fabuki chuyên đánh cắp tài khoản Facebook Business đang có dấu hiệu tăng cao. Trong tháng 7, tại Việt Nam có hơn 100.000 máy tính nhiễm mã độc này. Để tránh việc bị tấn công bởi mã độc Fabuki, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo không cài đặt và sử dụng các phần mềm lậu, hạn chế sử dụng chức năng lưu mật khẩu trên trình duyệt với các tài khoản quan trọng, sử dụng phần mềm diệt virus, giải pháp an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho máy tính cá nhân cũng như hệ thống trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy các giải pháp thanh toán số cho doanh nghiệp, hội thảo đón đầu các xu hướng thanh toán mới và ứng dụng giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp SMB sẽ diễn ra vừa qua tại Hà Nội. Việt Nam có hơn 5 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đóng góp 45% GDP của cả nước. Theo báo cáo của Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Visa, hiện 89% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang xem xét chuyển sang dịch vụ tài chính thế hệ mới và các giải pháp thanh toán hiện đại. 85% người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cho thanh toán trực tuyến và thanh toán không tiếp xúc. Hội thảo đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn Visa và công ty Nextpay. Thỏa thuận hợp tác đặt mục tiêu sẽ mở rộng thêm 100.000 điểm chấp nhận thanh toán mới trong 3 năm, thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chấp nhận thanh toán thẻ Visa. Đây là tiền đề để mở rộng mạng lưới các điểm chấp nhận thanh toán số, giúp nâng cao năng lực và hiệu quả của doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng năm 2023, sáng nay Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức Festival Thanh niên tiên phong chuyển đổi số. Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm phát huy vai trò của thanh niên trong ứng dụng chuyển đổi số, triển lãm sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2023 với 20 gian hàng tích hợp ứng dụng các công nghệ của các doanh nghiệp và hội thi thanh niên nghiên cứu tiếp cận chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đến nay, tuổi trẻ Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ trong các cuộc thi trực tuyến, hỗ trợ thanh thiếu niên tìm kiếm thông tin về học tập, nghề nghiệp, sức khỏe, gắn video thuyết minh tại 86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng đã phát động cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số năm 2023. Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện Bỉ là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu. Bỉ có 89 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ. Trải qua 50 năm, quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie House từ ngày 21 đến 25 tháng 8 là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng giữa hai nước Việt Nam và Bỉ. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia về triển vọng hợp tác đầu tư giữa hai nước. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie Dotter đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác về kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Bỉ như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Vũ Thị Hạnh, giảng viên chính Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Xin cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Hải đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Thưa bà, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Bỉ đã đạt được những thành tựu như thế nào?
Trước hết thì có thể đánh giá là trong cái quan hệ thương mại giữa hai nước thì Bỉ là xếp thứ 5, là nước quốc gia xếp thứ 5 về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, và Việt Nam là nước đứng thứ 2 của Bỉ trong các nước, trong các nước ASEAN. Tính đến năm 2022 thì quan hệ thương mại giữa hai nước đạt được những cái bước tiến rất là quan trọng. Tổng giá trị kim ngạch song phương của hai nước đạt 4,7 tỷ đô la. Trong đó thì Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ một số các cái mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như là giày dép, dệt may, cà phê và sắt thép. Và đồng thời thì Bỉ cũng xuất khẩu sang thị trường Việt Nam những mặt hàng là thế mạnh của Bỉ như là đá quý, rồi hóa chất, dược phẩm và sản phẩm sữa. Trong quan hệ đầu tư thì trong số 143 quốc gia có và vùng lãnh thổ của quan hệ đầu tư với Việt Nam thì Bỉ đứng ở vị trí thứ 23. Và đặc biệt là trong những năm gần đây thì cái tổng số vốn đầu tư đăng ký của Bỉ sang lãnh thổ Việt Nam là đạt 1,1 tỷ đô la. Trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp thì Bỉ và Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Hiện nay Việt Nam cũng đang khuyến khích các cái doanh nghiệp của Bỉ hợp tác đầu tư ở các cái lĩnh vực mà Bỉ có thế mạnh như là hoạt động phát triển cơ sở tầng và logistics hay là phát triển kinh tế tuần hoàn. Sau chuyến thăm của Thượng viện Vương quốc Bỉ, Việt Nam và Bỉ sẽ tập trung hợp tác trong những lĩnh vực kinh tế nào thưa bà? Nhân dịp ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thượng viện của Bỉ thì tôi cũng rất là kỳ vọng là một số các cái ngành kinh tế sau đây của Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển, đặc biệt là trong các cái hoạt động sản xuất hydrogen xanh, công nghệ sinh khối và các cái hoạt động hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế theo hướng tuần hoàn. Trong cái quan hệ thương mại với Bỉ thì tôi cũng kỳ vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam ngoài xuất khẩu bốn cái mặt hàng chủ yếu là cà phê, giày dép, dệt may và sắt thép thì một số các cái mặt ngành hàng khác như là linh kiện điện tử, các cái sản phẩm về dược, gia công các cái sản phẩm về dược hoặc là các cái sản phẩm giày da khác thì cũng sẽ có cơ hội phát triển, hay là các doanh nghiệp trong những ngành này có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với thị trường Bỉ. Tôi cho rằng là cái chuyến viếng thăm của Thượng viện Bỉ tới Việt Nam đồng thời dựa trên cái thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Thượng viện Bỉ trong dịp này thì cũng mở ra cơ hội rất to lớn cho doanh nghiệp của Việt Nam có thể tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường Bỉ. Đặc biệt thì về kim ngạch thương mại song phương giữa hai quốc gia thì có thể dự đoán là lên đến 7 tỷ đô la vào năm 2023, tương đương với tăng thêm 30% so với kim ngạch song phương của hai quốc gia năm 2022. Xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đã và đang phát triển đa dạng. Bên cạnh quan hệ chính trị, văn hóa, khoa học, đào tạo, thì hợp tác về kinh tế đang được triển khai mạnh mẽ. Chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ lần này sẽ nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-Bỉ đạt 7 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.